Tài chính trên 30 triệu đồng chúng ta có một cấu hình combo như thế nào? Ở đây thì cấu hình combo này chúng em đang tư vấn cho anh em về những cái yếu tố là: thứ nhất, chúng ta cần một cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc phải hay, phải chuyên nghiệp. Thứ hai nữa, phải hình thức đẹp. Và thứ ba thì vừa vẹn vẹn xong cái phần tiền khoảng hơn 30 triệu đồng một chút. Trong cấu hình combo cặp G1000 Plus ở đây thì chúng em đang lên phối ghép đầy đủ các anh em, cộng tất cả các chi phí, tất cả các thiết bị vào nhau, nó mới có khoảng hơn 30 triệu đồng một chút. Cụ thể là 32.500.000. Đó. Trong cấu hình này thì đầu tiên xin mời các anh em đến với cặp loa cây. Đây là cặp loa cây Wewood G1000 Plus, một trong những đôi loa có cái kích thước nhỏ gọn, phù hợp với những không gian nhà, đặc biệt là những căn hộ chung cư cao cấp hoặc là những ngôi nhà mặt tiền ở mặt phố, có một cái diện tích trưng bày hợp lý cho cặp loa này, với chiều cao là 110cm. Một cấu hình đường kính bát 20, đây là hai con bát điện, có thể đánh với cái cường độ cũng như công suất đánh ra lên đến 700W, kết hợp với hệ thống chung và chép. Cặp G1000 Plus này hiện tại đang có giá bán là 16 triệu đồng. Và chúng em có hai phiên bản màu sắc nhé, màu đỏ như thế này và màu đen. Các em quan tâm có thể inbox riêng hoặc gọi trực tiếp em tư vấn cụ thể. Trong bộ combo này thì không thể thiếu loa siêu trầm rồi. Nói về cái cục loa siêu trầm, đây là cục loa siêu trầm Monster Watt 30, vừa mới ra mắt, cũng được rất nhiều anh em đang đặt hàng. Nó có một cái màu sắc tương đồng G1000 nên là nó sẽ phù hợp trong bộ cấu hình này. Yếu tố là đẹp và chất âm hay thì con này bát 30, công suất max được 500 và đánh giải tần số xuống đến 30Hz. 4.500.000 đồng cho con súp này. Và điều quan trọng nhất trong cấu hình combo này thì các anh em đang được sở hữu một bộ đẩy liền vang X22 Pro phiên bản DAC Limited Time. Phiên bản cao cấp, phiên bản này nó phù hợp với gia đình nhiều hơn là chúng ta sử dụng dư thừa những cái tính năng chúng ta không cần thiết như là đánh ở bar, club hay là hội trường. Thì dùng gia đình thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn và dễ dùng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Và chúng em có một video chia sẻ và hướng dẫn các anh em cách sử dụng rồi. Rất là dễ dùng, không cần quá mất nhiều cái thời gian, không cần mất quá nhiều cái công sức để chúng ta phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để tinh chỉnh, mà chúng ta chỉ cần ngồi hưởng thụ cũng như là bật lên nguồn lên và mở nhạc, mở karaoke hát thôi. Toàn bộ kỹ thuật chúng em đều set up và cài đặt cho các anh em 6 cái chế độ sử dụng khác nhau. Đi kèm với nó thì có một cái điều khiển thông minh đi kèm. Điều khiển này chúng ta có thể gọi trực tiếp tất cả những cái tính năng ra trên cái điều khiển thông minh. Ok, cuối cùng là bộ mic không dây. Bộ mic này là bộ mic VK321. Chúng em đang set up ở đây là nó gồm có mic là 1, đẩy là 2, súp là 3, cặp loa là 4. Cặp loa này thì chúng ta có thể bỏ được e căng ra, kể cả ngay cả loa súp cũng có thể bỏ được e căng. Em đang bỏ e căng ra đây, còn bình thường nó sẽ có là cái tấm e căng lụa mỏng phía trước. 4.5 triệu cho cục loa siêu trầm, 16 triệu cho cặp loa G1000 Plus, 9 triệu cho cục đẩy X22 Pro DAC Limited Time, 3 triệu cho bộ mic không dây này. Và tất nhiên trong cấu hình combo này chúng em sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc và cũng như hỗ trợ đến tận nhà bàn giao. Chúng em có đội ngũ kỹ thuật và các anh em chỉ định ai đi chúng em sẽ sắp người đấy đi. Đấy. Nếu các anh em yêu quý em, bảo em đi lắp, em cũng sẵn sàng đi lắp. Đấy. Cấu hình này thì được bảo hành chính hãng 1 năm. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải được nghe trực tiếp chất âm thì em sẽ đi vào test nhạc luôn và test luôn karaoke. Còn về tư vấn cụ thể hơn thì các em đừng ngại ngần gì. Có cái nhu cầu lên cấu hình combo cứ gọi cho Jessica chúng em qua hệ thống số hotline công ty. Và ngay sau đây thì các em đeo tai phone vào. Một video ngắn mà nêu đầy đủ tất cả giá thành, tính năng. Còn về chi tiết hơn thì các em có thể vào trực tiếp kênh của Jessica. Jessica sẽ có những video cụ thể từng sản phẩm một nhé. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mà em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chưa quen vẫn trong ngần mắt. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão.